Sáng 15 tháng 11, nhiều tuyến đường chính ở trung tâm thành phố Huế như Bến Nghé, Đống Đa, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, nước dâng cao hơn nửa mét. Nhiều xe cộ bị ngập nước chết máy, phải nhờ xe cứu hộ đến cẩu đi nơi khác. Phương tiện di chuyển chủ yếu trên đường phố Huế lúc này là xuồng nhỏ của bà con làm nghề sông nước. Tùy vào quãng đường họ được thuê chở mà giá tiền lấy của khách là khác nhau. Nhiều sinh viên ở Huế cũng lội lụt để đi mua thức ăn về dự trữ. Nước lụt dâng cao khiến các hộ kinh doanh khách sạn ở Huế bị ảnh hưởng. Một số khách sạn đã phải thuê xe tải để chở khách của mình về sân bay Phú Bài. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế, từ tối 14 đến sáng 15 tháng 11, ở Huế có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 500 đến 800mm, cao nhất nước. Riêng ở huyện miền núi Nam Đông có nơi mưa đến 985mm. Các sông ở Huế có lũ vượt báo động 3 và đang xuống chậm. Hiện nay toàn tỉnh đã di dời hơn 551 người bị ảnh hưởng của mưa lũ đến nơi an toàn.